Rồi chúng ta thử cái báo cáo năm 17, 16 ra nào. Chúng ta lấy luôn các cái số liệu của họ năm cũ. Rồi làm luôn. Đấy thì nó nhanh thôi, nó giản. Chúng ta xem những cái diễn biến quá khứ nó như nào. Cái này không đủ số liệu. Nhưng mà ngày xưa mình có số đánh A không, đây là thời điểm cân đối. Bởi vì vậy thời điểm cân đối là bảng cân đối nó chỉ là thời điểm thôi, trong thời điểm của phân hóa rồi. Rồi đúng rồi, tỷ lệ này nó tỷ lệ nó là khung rồi, 35-40% là tỷ lệ khung. Cái này thì là không phải rồi, không có. Được rồi, mình lấy năm năm trường văn hóa đi vậy, đúng không? Cách cho ra. Có 3 tháng thôi, giải quyết về gì? Rồi. Về trường hơn 400. Và 3. Rồi 31. Như vậy là cái sau của văn hóa nhé, cái biên của họ được cải thiện rất là nhiều. Ngày xưa thì cũng cao rồi nhưng mà chưa phải cao lắm. Rồi đây mình sẽ tiếp tục đến với phần sau, phần phù hợp vận hành nhé. Bây giờ chính nhá, tỷ coi coi chi phí 24 300 này chắc là vụ tránh Phú Hòa đây rồi, để đầu tư 200 tỷ mà lại chỉ được phân về có 4 tỷ là quý 1, cả năm giỏi lắm thế này được 20. Thấp nhỉ, rất thấp, này không cao. Năm ngoái đúng rồi, năm ngoái có 16 tỷ thôi, không chắc là cao hơn. Hôm nay khả năng chắc là ông đi xây đường ống cho ông ấy thôi. Đúng rồi, xây cái nhà máy cho ông ấy. Thấp, không cao, 200 tỷ, hơn 200 tỷ đầu tư mà chỉ ra có đấy, năm ngoái chỉ có 16 tỷ số rất bé bé. Kiểm tra lại nữa. Rồi 211 đầu kỳ cuối kỳ là 271, chỉ ra có 16 tỷ, vậy là cả năm như vậy là chưa hiệu quả. Tính trên đồng đồng vốn đầu tư mà toán về thế là cao, tính ra như thế là PE phải mười mấy. Ồ, chắc là vấn đề liên kết của ông ấy thôi, chứ còn xét về hiệu quả đầu tư cho khoản đầu tư tài chính như thế là không ổn, kém. Rồi tạm đây nhá, bỏ qua cái chuyện vớ vẩn đấy của nó, mất 200 tỷ là việc không không chính đáng. Thể là đến họ quản lý cả cái khâu từ xây nhà máy cho đến lúc vận hành nhà máy, họ cố làm thế. Tách riêng cái đấy ra thì cái đấy là vớ vẩn. Rồi mình rất là ngạc nhiên là sao một nghề độc quyền như là chi bán hàng lại tăng lên như thế. Có xem là rồi chúng ta có các chi phí, có chi phí tài chính là vay ngân hàng này. Liên kết thì Tránh Phú Hòa này, chi bán hàng thì là để bán hàng hàng này, đúng không? Chi doanh nghiệp là chi phí vận hành của doanh nghiệp này, lương lậu các kiểu này, 30 tỷ. Nói chung là cũng hợp lý thôi. Có chi bán hàng nó hơi cao đối với một loại doanh nghiệp, một doanh nghiệp như này. Lợi nhuận thuần 281 cộng cái này cộng với 4 tỷ và trừ 3 cái thằng này, đúng không? Chúng ta ra được cả 101.
Rồi, chúng ta còn 20 rồi. Vận hành hết 18. Vâng. Kiểm tra chút nhé. Không không làm thôi, đã làm kiểm tra. 27, 28, 29 đúng không? Đây, 27. Đấy. 28. Năm nay được hoàn nhập 10 tỷ. 29. À. Chi phí không có tài sản cố định cho bán hàng. Có cả một cái loại như này cả. Ừ, thôi không sao, cái này thì cũng hiểu được. Chưa chưa luận giải nó là cái gì trong doanh nghiệp này. Thực ra thì bản chất bán hàng cũng có chi, cũng có tài sản cố định thôi, đúng không? Để phục vụ cho khâu bán hàng. Đây là nhà cửa rồi à, không có thể là cái các cái địa điểm mà để nhận thu tiền nước thôi, hay là tư vấn rồi đăng ký, có thể là như thế thôi, là đoán 55 tỷ đúng không? Cao thế, hay là có cả nhà nhân viên đi thu tiền nước, rất có thể có cái khâu đấy, đúng rồi, khả năng cao. Nhân công này là chắc nhân viên thu tiền nước, thế còn cái tài sản cố định này là chắc là một số cái đi theo. Mình kiểm tra một chút cái thông số à, tôi chưa thôi, cái bờ có một là không có. Kiểm tra cái 59 nhá, để chúng ta luận một tí. Họ công bố gì để nghe nói gì chết. Kiểm tra một lần nữa. Rồi. Rồi, chỉ bán hàng công kia là rồi. 210 tỷ nhá, có số vô cùng lớn. 210 tỷ trong khấu hao. Bên này khấu hao là chỉ có 6 tỷ thôi. Em ra vốn có thuyết minh gì đây không? Không có đúng không? Như vậy là chúng ta xuống kiểm tra xem có một cái mục. Đây. Tổng khấu hao là tổng khấu hao tất cả các thứ là 429 tỷ. À. Rồi, hiểu hiểu. Thì ở đây là 210 rồi, như vậy là một nửa rồi. Như vậy là chúng ta có thể hình dung và cũng phải luận giải ra cái vấn đề tài sản cố định rồi. Đó rồi. Có lại chút. Đây. Đó chính là cái này. Rồi. Cái này nhiều khả năng là được người ta tính sang thành gọi là chi phí bán hàng, đúng không? 246 tỷ trong ở trong đó liên quan đến cái chi bán hàng hạch toán là 210 tỷ. Như vậy là các cái đường ống dẫn ngoài đường đấy được coi là chi bán hàng, không phải là thế. Còn nhà cửa máy móc thiết bị này và kiến trúc này thì mới được coi là gì nhỉ? Là khấu hao bên chi phí doanh nghiệp với cả bên giá vốn rồi, lâu lắm mới xem được một cái mới như này, tự luận giải thôi chứ bây giờ chắc các vụ này thì cũng không điều kiện để gặp kiểm toán, đúng không? Như vậy là chúng ta hình dung ra vấn đề rồi nhá. Cái này là nằm trong cái chi phí kia của ông ấy nhé, được coi là chi bán hàng, nó gọi là phương tiện vận tải, lần sau là phải nhớ. Thì mọi khi mình đi phân tích cái kia rất là bé, nên là mặc nhiên là coi nó là bên quản lý doanh nghiệp hay là bên giá vốn, không tính được kia được rồi, đúng không? Vậy là cái này là cao, là vì thực ra là như vậy, nếu mà đúng ra ấy thì cái biên này cao bởi vì nó thiếu mất tính cái tài khoản định, nó tách xuống bên đây thôi chứ không không phải là, cũng không hẳn là ông cao quá đúng không? Nếu mà trừ trừ xém xuống ấy thì biến một đâu rồi, nếu mà đúng ra mà trừ xém xuống thì cũng bình thường. Thử nhá, mình đếm đếm lại cái này xem nào. Đó rồi, đây, 55 tỷ. Nếu mà trừ 55 tỷ vào trên này là 56 đi. Đó là trừ đây này, rồi trừ đây, trừ 55. Đấy, thì chỉ có 226. Đúng rồi, đúng không? Bình thường. Rồi, vậy chúng ta được giải ra được. Đây là cái cách hạch toán liên quan đến phương tiện vận tải chuyển dân. Ra đến báo cáo 29 nhá. Kiểm tra cái.
Rồi, hơi mất thời gian rồi. Rửa da mỗi lần là phải đi luận giải. Rửa khâu này nhé. 44 ngân hàng này. 128 tỷ doanh thu tài chính đúng không? Nó được vay là 133 như vậy cho ông hoàn nhập được 10 tỷ. Lại đủ tiếp liên kết đây đúng không? Ông Tránh Phú Hòa. Rồi, cho thằng chi phí bán hàng từ từ đã, vụ này khả năng phải thêm rồi. Cái này cũng quan trọng đúng không, tại vì họ cũng vay nhiều, mình mà lại bỏ qua thì nghe nó hơi 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 phi lý. 5 tỷ không nhỏ đâu, không nhỏ đó. Đúng rồi, không hề nhỏ tí nào. Bên này 143, con số nó cũng hơi vĩ đại. 300 liên quan đến phương tiện vận tải chính dẫn. 100 cuối cùng và nó vận hành xong hết nữa, giảm nhẹ đúng không, giảm nhẹ là do cái lãi gộp bên trên này giảm nhẹ, nhìn là thấy rồi. 28 nhá, 20 tỷ đây chạm lẫn nhau, 231 đúng không, nợ vay chỉ có tăng. 25, 24, 110 và cuối cùng đây là tra 46. Rồi, 15 rồi. 29 mới vọt lên. 5 xưa thì lãi biên không tệ. À rồi rồi rồi, 28. Chi phí tài chính vọt lên. Nợ vay thì không phải do nợ vay vọt mà là do chắc lỗ tài chính. 58 thị trường cũng cắm đầu, khả năng là mấy con ông ấy cầm như kiểu DNW là PLT thì đã cắm hết đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Chúng ta đến với báo cáo tài chính của 27. Quay hết 37 87 37 87 92 rồi, nghiêm là chú. À, quên, hồi đấy không có liên kết. Dưới. Sau này mới bỏ tiền ra xúc vào. 31. Đúng rồi. 12 thôi, đúng rồi. Hồi đấy chi phí bán hàng vọt lên. Đúng rồi. Quá vọt rồi. Cái lãi gộp bên trên này cũng thấp. Bị giảm. Như vậy về chính ra là những năm 1 2 năm gần đây là đỉnh cao rồi, đỉnh cao về hoạt động thuần còn 20% so với doanh thu đúng không? Quá ngon, đúng là về đại tư nhân thì nó đâu đâu vào đấy, nhưng mà lại tận dụng được cái vấn đề độc quyền của nhà nước, đây gọi là độc quyền của nhà nước nhưng mà vận hành kiểu tư nhân đúng không? Như thế thì nó mới ra việc. Một trong lợi thế lớn nhất của nhà nước chính là độc quyền. Doanh nghiệp mà có tính bảo hộ thì vô địch rồi. Không có đối thủ. Thì siêu cao nhỉ, rất cao. Không hề nhỏ. Rồi chúng ta để ý nhá, nợ vay cứ tăng thôi. Không thấy giảm gì. Đây là quý thôi. Năm nào nó tức là biểu hiện là năm nào cũng vay, vay thêm. Chứ không giảm xuống. Đến lúc mà tài chính đuối thì mới giờ chơi ra cái trò tăng vốn.
15, như vậy năm này thế là còn tầm tạm do cái này thấp. 14, đây là hồi còn nhà nước. Rồi. Sáu rất cao đúng không? Ngày xưa kiểu vận hành các cái chi vận hành này nó không nhiều, tức là không đầu tư mở rộng đường ống nhiều, cho nên là cũng có từng đấy thôi, cho nên là chi phí nó không bị đổi lên. Thế còn bản thân như bây giờ BRE người ta đầu tư thêm đường ống, nhưng mà cái lượng dân đăng ký để dùng nước của mình ngay là đã có đâu, nó chưa thể phun ngay được, do đó thì đoạn đầu thì là rất là tốn, vẫn là hành công ao. Đó, bạn đầu tư thì nó sẽ không hiệu quả, nhưng nếu dừng đầu tư lại hoặc là chấp đầu tư lại thì lập tức là hoạt động thuê khoản đấy. Do vấn đề là ở các cái đường ống cũ mà chưa phun thì bây giờ bắt đầu sẽ có người thêm đăng ký đúng không? Trong khi mình không đầu tư mới nhiều chắc là lợi nhuận sẽ tăng lên rồi. Đây đúng một bài quen thuộc. Cái này thì quá chuẩn rồi. Đó, hôm nay chắc khả năng mình cứ tạm tạm dừng ở đây nhé. Để đánh giá tiếp cũng gần cái này cũng gần giờ đến lợi nhuận trước thuế rồi, xong cái danh là tôi dành ở dưới, hy vọng chắc là đủ một hai buổi nữa là có thể xử lý dứt điểm được PWE nhá.